Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, do tiếp tục ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp, trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to lên tới 200 mm. Nguy cơ ngập úng ở những vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tình trạng mưa lớn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở các vùng dễ bị ngập úng. Trong khi đó, ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi vượt quá 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 50 đến 55%, tạo điều kiện cho nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các khu vực có thảm thực vật khô. Nắng nóng gay gắt và độ ẩm trong không khí thấp cũng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt đối với những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ nên nhiệt độ cao hơn, từ 32 đến 35 độ. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông, khu vực giữa Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Ngư dân và các phương tiện đánh bắt thủy sản ở khu vực biển trên nên cẩn trọng và theo dõi sát sao tình hình thời tiết để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có. Khu vực tỉnh Quảng Bình ngày mai mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa. Vùng núi có khả năng có mưa rào và dông vào chiều. Nhiệt độ cao nhất có nơi 35 độ. Sau đây là phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.